Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện Tử VOV. Thưa quý vị, tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi giữa phiên tòa hình sự ở New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một đợt vận động tranh cử lớn tại các bang chiến địa Wisconsin và Michigan. Ông Trump muốn tận dụng các sự kiện vận động tại hai bang này nhằm tạo hình ảnh tương phản về hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Hãng AFP ngày 2 tháng 5 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng những rắc rối pháp lý của ông và những tệ nạn ở nước này có căn nguyên từ đối thủ tranh cử của ông là Tổng thống Joe Biden. Phát biểu tại thị trấn Waukesha, bang Wisconsin, ông Trump cho biết, nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử này, tôi không nghĩ đất nước chúng ta sẽ tồn tại. Tôi sẽ nói điều đó và tôi chưa bao giờ nói điều đó một cách công khai. Tôi đã cảm thấy điều đó trong một khoảng thời gian dài. Wisconsin và Michigan dự kiến nằm trong số các bang chiến địa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo chiến dịch tranh cử, ông Trump muốn tận dụng các sự kiện vận động tại hai bang này nhằm tạo hình ảnh tương phản về hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Tại Wisconsin, ông Trump nhắc lại những vấn đề quen thuộc khi chỉ trích các vấn đề kinh tế và nhập cư của chính quyền đương nhiệm, cũng như các vụ án nhằm vào ông. Ông Trump phát biểu, tôi đã bị truy tố 4 lần và sau đó tôi có các phiên tòa dân sự. Tất cả đều đến từ Nhà Trắng. Mọi thứ giống như một nước thuộc thế giới thứ ba. Cựu Tổng thống Trump hôm 1 tháng 5 cũng xác nhận ông đã nói với các nhân viên mật vụ rằng ông muốn đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khi đám đông ủng hộ ông gây ra vụ bạo loạn tại Nhà Quốc hội nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đồng thời bác bỏ thông tin ông đã lao vào các mật vụ khi họ ngăn ông không tới Nhà Quốc hội. Trong bài phát biểu trước các cử tri tại Wisconsin, ông Trump tuyên bố, quý vị có nhớ một người nói rằng tôi đã tấn công một nhân viên mật vụ ở trong xe không? Tôi không làm việc đó. Tôi là người hành xử nhẹ nhàng, không phải là người thích dùng nắm đấm. Và các mật vụ là những người rất mạnh mẽ. Tôi ghét phải thừa nhận rằng họ trẻ hơn tôi một chút, chỉ một chút thôi. Ông Trump sau đó chế nhạo lời khai của cựu trợ lý Nhà Trắng Cassidy Hutchinson. Hutchinson từng khai với Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ rằng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cô nghe nói ông Trump đã lao vào giành tay lái xe hơi với mật vụ để có thể tới Điện Capitol tham gia vụ bạo loạn. Ông Trump tuyên bố, đây là một điều điên rồ. Tôi ngồi ở ghế sau và tôi nói rằng tôi muốn đến Nhà Quốc hội vì tôi thấy rất nhiều người đang tới đó. Các mật vụ nói rằng tôi tốt nhất không nên làm như vậy. Đồng thời thừa nhận sau đó ông đã đồng ý không xuống xe. Theo The Hill, đây là lần đầu ông Trump xác nhận rằng ông muốn tới Nhà Quốc hội khi vụ bạo loạn xảy ra. Liên quan tới lời khai của Hutchinson, tài xế đã chở ông Trump hôm 6 tháng 1 năm 2021 đã bác bỏ thông tin này khi cho lời khai với Ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ. Trong các cuộc thăm dò từ tháng 3, ông Biden đã vươn lên và hai ứng viên hiện đang cạnh tranh quyết liệt. Ông Trump đã không tổ chức một cuộc vận động nào kể từ khi bắt đầu phiên tòa vào ngày 15 tháng 4, với sự kiện duy nhất theo kế hoạch bị hủy do thời tiết. Tại Michigan, ông vận động vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương tại một sân bay ở thị trấn Freeland. Ở cả hai bang, ông đều chỉ trích phe dân chủ về vấn đề quyền phá thai, đồng thời phát biểu không có chứng cứ về việc ông Biden đang đối diện 88 cáo buộc về tội nặng. Trước đó, trong bài phỏng vấn được tạp chí Time đăng ngày 30 tháng 4, ông Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hết nhiệm kỳ có thể đối mặt nhiều cáo buộc truy tố hình sự. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông Biden và thân nhân. Nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết trao quyền miễn truy tố cho bản thân ông Trump, vốn đang đối mặt một loạt các phiên tòa hình sự. Nếu 9 vị thẩm phán của Tòa án tối cao không trao cho cựu Tổng thống quyền miễn trừ, ông Trump nhấn mạnh, tôi đảm bảo ông Biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội. Ông Trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Biden có hành vi phạm tội hình sự liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden, nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào. Trong khi đó, bản thân ông Trump đang đối mặt 4 phiên tòa hình sự, với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố New York, bang New York, về cáo buộc chi tiền bịt miệng vào thời điểm ông tranh cử Tổng thống năm 2016. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Trump từ chối hứa hẹn sẽ chấp nhận kết quả bầu cử trong hòa bình nếu một lần nữa thua cuộc trước Tổng thống Biden. Theo Time, việc ông Trump lên kế hoạch kiểm soát Bộ Tư pháp nếu đắc cử có thể dẫn đến việc ông ân xá hầu như toàn bộ trong số hơn 800 người bị kết tội bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 và lập tức sa thải bất kỳ trưởng lý nào từ chối tuân theo chỉ thị của ông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time ngày 30 tháng 4, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng tiết lộ một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ nếu đắc cử là trục xuất hàng triệu di dân đang lưu trú bất hợp pháp ở Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, ông sẽ sử dụng quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát biên giới. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố giữ nguyên quan điểm Israel nên kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza trước khi mất đi sự ủng hộ từ quốc tế. Ông Trump cho rằng Israel không nên tiếp tục lan truyền những bức ảnh về các tòa nhà đổ sập và bị đánh bom mỗi đêm ở Gaza. Tôi cho rằng Israel đã xử lý mảng quan hệ công chúng quá tệ. Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng năm 2024 cũng cho biết ông không loại trừ khả năng cắt khoản viện trợ quân sự cho Israel nếu tái đắc cử. Trước đó, ông Trump từng là người kiên quyết bảo vệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến khi ông cáo buộc nhà lãnh đạo Israel và quân đội nước này đã khiến cuộc xung đột với lực lượng Hamas bùng nổ. Theo ông Trump, ông Netanyahu đã nhận về vô số chỉ trích sau cuộc tấn công qua biên giới của lực lượng Hamas ở giải Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023. Tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng tới ông Netanyahu một cách nặng nề, khiến ông ấy bất chấp mọi thứ. Ông Trump lập luận thêm rằng Israel có những thiết bị tinh vi nhất, họ có mọi thứ để ngăn chặn vụ tấn công. Rất nhiều người biết về điều đó, chỉ có Israel là không. Rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã bắn hàng nghìn quả rocket về phía Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Cựu Tổng thống Mỹ không phải là người đầu tiên chỉ trích quân đội và chính phủ Israel vì phản ứng chậm chạp trước loạt cảnh báo về một cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, nhiều nhân viên quân sự và tình báo đã cố gắng truyền tin tới cấp trên của họ. Thậm chí một số quan chức Ai Cập còn nói rằng đã phát cảnh báo Israel vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra. Khi còn đương chức, ông Donald Trump từng là đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu. Ông còn tự miêu tả bản thân là Tổng thống Mỹ thân Israel nhất trong lịch sử. Ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran theo yêu cầu từ Israel, chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Tây Jerusalem, cũng như làm trung gian cho Hiệp định Abraham, một thỏa thuận giúp Israel bình thường hóa quan hệ với Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Sudan. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể rút lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc nếu đồng minh châu Á không đóng góp tài chính nhiều hơn. Chúng ta có 40.000 quân đang ở trong tình thế bấp bênh. Điều đó thật vô nghĩa. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó? Và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có. Ông Trump được cho là đang đề cập đến 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Theo Time, ông Trump đã đề xuất Mỹ có thể rút lực lượng nếu Hàn Quốc không chi trả nhiều hơn để hỗ trợ quân đội Mỹ ở đó nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc phỏng vấn của Time được công bố trong bối cảnh Seoul và Washington gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán mới về việc Hàn Quốc chia sẻ chi phí để duy trì 28.500 binh sĩ của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, theo một thỏa thuận, được gọi là Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt SMA. Tại Honolulu vào tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về SMA mới, vì SMA hiện tại vốn có hiệu lực 6 năm sẽ hết hạn vào cuối năm sau. Các nhà quan sát cho rằng các đồng minh đã tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán SMA sớm hơn thường lệ, trong bối cảnh lo ngại rằng nếu cựu Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể đạt được một thỏa thuận cứng rắn về SMA mới, theo cách có thể gây chia rẽ nội bộ liên minh. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, đàm phán SMA là một vấn đề gây tranh cãi lớn khi ông yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh phần chi phí cho USFK. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.